Sáng ngày 28 tháng 12, Đảng ủy thị trấn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đến dự có đồng chí Nguyễn Tiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và các thành viên tổ công tác huyện. Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Tổ công tác Ban Thường vụ Huyện ủy, các phòng ban ngành cấp huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị nên đã đạt được những kết quả nhất định, kết quả đạt 26 trên 32 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 326 tỷ 735 triệu đồng, tăng 110,7% so với chỉ tiêu nghị quyết năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,88 triệu đồng, tăng 106,4% kế hoạch. Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt trên 17 tỷ đồng, bằng 252% kế hoạch. Thực hiện xây dựng đô thị văn minh, thị trấn đã tổ chức phát động phong trào ký kết giao ước thi đua, phát động hai đợt ra quân cao điểm huy động hàng ngàn ngày công, tham gia và trên 30 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị như giao thông, mương rãnh thoát nước, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, vận động 370 hộ chỉnh trang các hạng mục nhà ở, vườn hộ, hàng rào, hố lắng lọc, hoàn thành thêm hai tiêu chí nâng số tiêu chí đạt theo quy định 18 của Ủy ban Nhân dân tỉnh lên 12 trên 18 tiêu chí và 5 trên 9 tiêu chí theo quyết định 04 của Thủ tướng Chính phủ. Về công tác xây dựng đảng đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, học tập quán triệt chỉ thị nghị quyết cho cán bộ đảng viên và nhân dân, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, chú trọng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo công tác đảng. Trong năm đã kết nạp được 4 đảng viên mới, giới thiệu 7 quân chúng tham gia học đối tượng đảng, 5 đồng chí tham gia học trung cấp chính trị, thực hiện các chế độ chính sách khen thưởng cho đảng viên đảm bảo kịp thời đúng quy định, tổ chức tặng huy hiệu đảng cho 11 đồng chí. Tổ chức 13 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề, tiến hành xử lý kỷ luật đối với 6 đảng viên vi phạm chính sách dân số, công tác dân vận, hoạt động của chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, hoạt động văn hóa thông tin giáo dục, y tế, lao động thương binh và xã hội, công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự được quan tâm chăm lo và đảm bảo. Tại hội nghị đã tập trung thảo luận nêu lên những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp khắc phục cho năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được của thị trấn Vũ Quang trong năm 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, các nhiệm vụ cần tập trung trong năm tới như bám sát vào các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết của huyện thị, của thị. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, các nhiệm vụ cần tập trung trong năm tới như bám sát vào các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết của huyện của thị chú trọng đổi mới sinh hoạt đảng kết nạp đảng viên mới có chất lượng công tác dân vận phải có kế hoạch địa chỉ nhiệm vụ cụ thể định kỳ phải có đánh giá sơ tổng kết một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là xây dựng quy hoạch chi tiết tổng thể thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng trong xây dựng công trình và xây dựng đô thị văn minh chú trọng phát triển kinh tế xây dựng các mô hình sản xuất chăn nuôi dịch vụ và du lịch phù hợp tạo công an việc làm cho nhân dân quan tâm đến các đối tượng khó khăn nhất là dịp tết Gắn với đó giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đoàn kết đồng thuận xây dựng thị trấn văn minh, sinh thái và phát triển. Tại hội nghị Đảng ủy thị trấn đã trao giấy khen cho một tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.